Hành trình lột xác ngoạn mục của Mr. Siro giảm 17 kg đến hình ảnh gầy gò, tiêu tụy. Mới đây, phù thủy tạo hết Mr. Siro khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng khi anh có dấu hiệu giảm cân quá đà. Nhiều người cũng khuyên nam nhạc sĩ nên tăng thêm cân để cơ thể trông có sức sống hơn. Mr. Siro, tên thật là Vương Quốc Tuân, được đông đảo khán giả biết đến với nhiều ca khúc hit như lắng nghe nước mắt, em gái mưa, chạm đáy nỗi đau. Một bước yêu vạn giảm đau hay gần đây nhất là ca khúc không thể cùng nhau suốt kiếp, là tác giả những bản hết triệu view. Việc chọn mặt gửi bản hết của Mr. Siro cho các ca sĩ được anh bật mí là dựa vào duyên, dựa vào cảm giác của mình về ca sĩ đó, cũng như thiện chí của ca sĩ có thật sự yêu thích, trân trọng những đứa con tinh thần của mình hay không. Ngoài khả năng sáng tác vô cùng tuyệt vời, anh còn sở hữu giọng hát ấm áp, đầy nội lực. Tuy rằng hình thể không phải một điều quá quan trọng trong mắt những người mến mộ, nhưng có vẻ lại là một nỗi lo khá lớn đối với anh. Trong những năm gần đây, Mr. Siro gây ấn tượng khi liên tục thay đổi ngoại hình của mình một cách ngoạn mục. Thở mới vào nghề, nam nhạc sĩ sở hữu ngoại hình mổn mỉm, gương mặt đầy đặn, phúc hậu. Hình ảnh của anh gắn liền với những ca khúc hết đình đám, do loạt ca sĩ nổi tiếng trình bày như Hương Tràm, Bảo Anh, Eric. Ngoài ra, khán giả cũng rất yêu thích những clip cover nhạc của Mr. Siro với giọng hát ấm áp, khiến người nghe không khỏi thổn thức đặc biệt là những bản ballad buồn. Năm 2018, phù thủy tạo hết này đã khiến cư dân mạng ngạc nhiên với hình ảnh giảm cân xuất thần của mình. Anh tiết lộ mình đã giảm 17kg và cập nhật những thước ảnh thon gọn trông thấy và vẻ điển trai lại càng lộ rõ hơn. Chàng nhạc sĩ điển trai này còn khiến công chúng vô cùng hiếu kỳ về bí kíp giúp anh giảm được số cân khả quan, lại không có triệu chứng nhăn hay trùng da. Anh tiết lộ, không phải là công thức gì quá cao siêu, mà chỉ đơn giản là dùng gạo lứt, muối mè và uống nước lọc thường xuyên. Chàng nhạc sĩ áp dụng chế độ này vào mỗi bữa ăn trong ngày và dần về sau trở thành thói quen. Bên cạnh đó, anh vẫn cần dành thời gian tập luyện để việc giảm cân trở nên an toàn và hoàn hảo nhất. Hình ảnh của Mr. Siro sau khi giảm cân ngoạn mục được khán giả vô cùng yêu thích và ủng hộ, cho rằng anh chàng có vẻ đẹp trai và trẻ trung hơn rất nhiều so với thời điểm mới vào nghề. Tuy nhiên, mới đây Mr. Siro khiến người hâm mộ hoảng hốt khi cập nhật ảnh đại diện mới trên trang fanpage chính thức. Đây là bức ảnh chụp cận gương mặt gầy gò hốc hác, lộ rõ vẻ tiêu tụy của nam nhạc sĩ. Nhiều người đoán rằng Mr. Siro dường như có niềm đam mê mãnh liệt với việc giảm cân, nên mới để mình gầy gục như vậy. Bên cạnh những dòng chữ tỏ ra tiếc nuối ngoại hình buồn miệng trước đây của Mr. Siro, nhiều người để lại lời nhắc nhở phù thủy tạo hết dừng ngay việc giảm cân, tránh để gầy quá làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Em vẫn thích anh béo hơn, trông gầy mà thương quá. Anh mà bị ốm thì nhạc việc mất đi ông hoàng của làng nhạc thất tình, không thất tình. Nhưng chắc cũng phải auto nghe Mr. Zero Music để gầy như anh rồi, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhà anh, thấy anh ốm hơn rất nhiều rồi, anh làm nhạc nhiều đến phát ốm à? Bích Thảo, T.H.